Xin kính chào tất cả mọi người ạ. Hiện tại em Phương lên lô này toàn bộ là chất liệu carbon nha. Toàn bộ lô này là hàng mới chưa sử dụng nha mọi người. Tất cả các cần luôn thì là hàng mới chưa sử dụng. Thì cái video này em Phương còn đúng chân này cây nè. Trong nhà em Phương thì đợt vừa rồi mọi người có đặt thêm cái cần này nè. Thì em Phương lấy về tầm được 40 mấy cây. Thì bây giờ em Phương bán còn được cái này còn đúng một cây nè. Cái này còn mấy cây nè. Tại cái lô này em Phương lấy cả 100 cây lận. Rồi còn cái cây này thì cái này là mỗi loại còn đúng một cây nha mọi cả nhà, mỗi loại còn đúng một cây, có loại thì còn hai cây á. Nói chung là cái loại hai ba cái loại này thì còn đâu được 2 4 6 8 2 4 6 7, chắc còn cỡ mười mấy cây nữa là hết nha. Tại khách đặt á, khách đặt nên em mới lấy về nhiều bán, thì bán được gần 30 cây. Cái video đầu tiên em Phương lên là bán được 30 cây, chắc gần 30 cây. Tại hôm đó đi đơn cũng khá là nhiều. Cứ khách cứ 2 cây, 1 cây, đa số là 2 cây. Thì bây giờ em Phương lên nha. Thì cái hàng 7m2 này thì nói chung là độ dài cần thì đẹp đó, nhưng mà độ dài thì nó hơi hơi dài, nên là em Phương sẽ xả luôn trẻ cho mọi người thôi nha. Chỉ với một cây cần mới chưa sử dụng mà chỉ có 600 mấy thì nó quá là ok rồi mọi người. Để em Phương cho mọi người xem cái phôi của nó về cái chất lượng của cần nha. Rồi cái mã số 1 em Phương giới thiệu mọi người là một cây cần súp. Cây này thuộc hãng Fishing Osaka Fishing Tacker. Dòng nội địa Nhật này thì mọi người biết rồi ha. Phôi cần của nó nè. Cây này là Pat Bushi. Khoen Bushi. Đó nè, lóng trong nè. Hầu như mới luôn, cái này còn bọc nha. Còn bọc, còn túi nút hết. Cái này hầu như mới chưa sử dụng nha cả nhà. Đó, nên là mọi người đừng không băn khoăn về cái ngoại hình của nó nha. Không cần băn khoăn về cái ngoại hình. 4m5, nặng 620g, độ cứng tầm 20-30 nha. Đó. Đọt là 2,3 ly. Cái này 950 sale cho mọi người 700 nha. Osaka nè. Osaka Fishing Tacker này, dòng nội địa này thì mọi người biết rồi ha, mới tinh luôn. Rồi cái cây thứ hai em Phương giới thiệu mọi người là một cây nội địa. Cái nội địa này 7m2. Đó, mọi người lên trên mấy cái hội câu á thì cái cây này 5m4 người ta đã bán là 800 mấy rồi. Nhưng mà em Phương giờ còn mấy cây em Phương xả lô nha. Đó, xả lô là cây này nặng 440g, đọt của nó là đọt đặc. Đặc là 0,65 ly, cây này thì tầm 3H thôi nha cả nhà. 3H thôi nha. Đó nè, lóng nè, phôi nè. Mọi người nhìn phôi nè. Đó, mọi người yên tâm về cái phôi cần nha. Phôi này rất là dày. Lên cá to thì ok, nhưng mà nó hơi lâu thôi nha cả nhà. Nó lâu nha, chứ không phải không lên được cá to nha. Này, dòng này giữ cá rất là tốt. Rồi, cái mã số 2 này. Gốc này là gốc 24. Cái mã số 2 này lên giúp em 550 nha mọi người. Và hiện tại thì cái lô này em không bao ship nha. Mua 2 cây thì em sẽ bao ship cho mọi người nha mọi người. Nên là... Rồi, tiếp theo. Cái mã số 3 em còn đúng 1 cây. Về được 3 cây thì lô lên trước bán được 2 cây. Cái này là hàng mới chưa sử dụng nha. Cái này là do cái bọc em gỡ ra, đáng là em sẽ không gỡ, nhưng mà em không gỡ thì mọi người sẽ không nhìn được cái cần, nên là em sẽ gỡ nè, em phải gỡ nè. Đó, cái phôi xoắn ít rất là đẹp như thế này. Đó, cái này dòng 3m9 nè, nặng 160g, đọt 0,7. Cây gốc 15 thì cái cây này á mọi người biết sao không? Cái này có nút không có túi nha, nhưng mà mọi người hàng mới chưa sử dụng, đọt rất là nhỏ, nhưng mà đọt của nó tầm 3.5 tới 4h nha mọi người. Đó, ra cần nảy thẳng, ra cần rất nảy và thẳng cứng nè, nè phôi nè, phôi nè mọi người, phôi xoắn ít hết nha, nó xoắn ít trong này luôn nha, nè, nó có lẽ là khó, hơi khó thấy một chút nha. Rồi, nhưng mà cái dòng này em đảm bảo mọi người là rất là ngon nha, nảy thẳng, đó, nó tầm 4h, cây này phải tầm 4h nha cả nhà. Không phải là đọt nhỏ mà nó không được 4h đâu. Đọt này là đọt đặc nha. Rồi tiếp theo, em Phương lên tiếp là cây mã số 4 là cây 3m6. Cây này là hãng Yuyang Carbon từ Nhật Bản nè. Cây này là một cây cần mới chưa sử dụng, full túi nút. Đây, 2, 4, 6, 7 cây này là những cây full túi, full nút hết nha, hàng mới chưa sử dụng. Đây, có dây bảo hiểm rồi như thế này, nắp đồ cần đầy đủ, nặng 135g, mã số 4, đọt là 1,15 ly. Cái này Phương, em Phương sale cho mọi người là 850. 850 nha. Nè. 850 nha. Đó, đọt này, đọt phải 4h nha cả nhà. Đọt 4h nha. Đó, 4h cứng á, cây này ra cần thẳng, nảy và cứng nha. Nha mọi người. Rồi, ok.
Đó, đó là cây mã số 4. Tiếp theo cây mã số 5. Về ngoại hình của mấy cây này thì mọi người đừng băn khoăn, tại nó là hàng mới chưa sử dụng nha. Cây mã số 5 là cây 3m9, nặng 140g, đọt là 1,15 ly. Rồi, cây này giá 950, sale cho mọi người 900. Rồi, nè, cũng cần mới luôn nè, đọt nè, đọt 4H luôn nha. Đó, trong cần nè, mọi người cứ nhìn trong cần ha. Thì hàng mới chưa sử dụng nên mọi người đừng bao giờ băn khoăn về cái ngoại hình hết á. Ra cần thẳng, nảy và rất là cứng nha mọi người, tầm 4H nha. Tầm 4H nha cả nhà. Rồi, đó là mã số 5. Tiếp theo cây mã số 6. Em có một cái coi. Coi nè, cái coi nè, cũng carbon từ Nhật Bản luôn. 4,5 m, nặng 120g, đọt là 1,1 ly. Rồi, cây này 908, sale cho mọi người 900 nha. Đọt đây. Nè. Nè. Ra cần thẳng nha mọi người. Ra cần thẳng nha. Rồi. Coi màu đen như thế này. Thì cái này mọi người đừng băn khoăn về ngoại hình làm gì hết á. Rồi nè. Dạ, nặng 120g, đọc 1,1. Giá sale cho mọi người là 900. 900. Rồi tiếp theo cây mã số số 7 là một cây 3m6 nè. Cây giả trúc cũng carbon từ Nhật Bản luôn. Nặng 80g, đọc là 1 ly. Ở giá 750 nha. Sale cho mọi người 900 xuống 750 luôn. Đó, ấy, cây này à, bữa chưa bán được cây nào hết nè. Sale vậy sẽ bán luôn nha mọi nhà. Đó, cây này cũng tầm 4H nha. Carbon giả trúc nè, đó mọi người nhìn này. Khá là đẹp ha. Rồi, tiếp theo. Đó, cây mã số 8. Cây mã số 8 là một cây coi. Cây coi này là 3m9 nha. Nặng 90g, đọt là 1,1 ly. 950 sale xuống 850 nha mọi người. Đọt nè, 4H nha cả nhà, ra cần thẳng, nảy nha. Rồi, ok. Cái này thì mọi người yên tâm về ngoại hình nha. Hàng mới chưa sử dụng nên là không có lỗi gì hết nha. Rồi, đó là cây mã số 8. Tiếp theo cây mã số 9. Đó, một cây giả trúc 3m9 nè, nặng 90g. Đọt 1 ly, 950, sale xuống còn 800. 800 nha cả nhà, 950 sale xuống còn 800. Cái này đầy đủ túi nút hết nha. Rồi, nè, đọt nè. Rồi, đầy đủ túi nút của nó hết nha cả nhà. Rồi, tiếp theo là cây mã số 10, cây cuối cùng. Cây carbon, du dăng carbon từ Nhật Bản nè, 4,5 m. Nặng 180g, đọt là 1,15 ly. Giá 1 triệu, sale cho mọi người 950 nha. 4,5 m. Dòng này thì mọi người biết rồi ha. Nè. Đó. Rồi. Ok. Đó, đó là dàn cần mới, cần lóng dài. Tiếp theo lên càng dàn cần lóng ngắn mã số 11. Đây là một cây. Đó, hàng mới chưa sử dụng hết nha. 7,2 m xoắn ít như thế này nha mọi người. Đó, mọi người nhìn cái phôi cần nè. Đó, nhìn cái phôi của nó là mọi người biết nha. Đọt thì là đọt đặc. Nặng 300g, đọt 0,7. Cây này tầm 3H. Giá của nó là sale xuống cho mọi người còn 600. 700 sale xuống còn 600 nha. Đọt đây. Lóng nè mọi người. Nè, mọi nhìn phôi lóng nè. Cái phôi này thì không phải là phôi dởm đâu nha. Nè. Đó. Đây, rồi. Rồi sale xuống còn 600 cho mọi người nha. Cái 7,2 m lóng ngắn, thu gọn tắt tầm 65 á mọi người. Cỡ đó. Rồi, cây mã 11, cây mã 12 đây. Một cây xoắn hai da nè. Nè. Đó, mọi người nhìn cái phôi nó đây nè. Đó, cây này 7,2 m, nặng 300g, đọt 0,7, gốc 24. Cây mã số 11 hả? Hồi nãy là cây mã số 11 thì... Em xin lỗi, cây này mã số 11B nha cả nhà. Đây. Đọt lóng ngắn là đều là đọt đặc nha. Mọi người nhìn cái phôi nè. Phôi này không phải cần dởm mà em Phương bán rẻ đâu nghe. Nhìn cái phôi là mọi người biết rồi nè. Cái phôi nè. Phôi rất rất là đẹp luôn. Mà bán chỉ có giá 600, quá rẻ luôn. Mỗi thứ em sẽ có em, mỗi thứ em Phương còn 3-4 cây nha. Mọi người mà có lấy sỉ về bán thì em bóc em Phương. Đó nè. Vì hầu như cái này em lấy, em bán sale cho mọi người gần bằng giá sỉ luôn á. Gần bằng giá em lấy á.
chỉ lời vài chục ngàn một cây thôi, tại vì còn có mấy cây à, bán cho hết để kiếm đợt này em kiếm tiền em lấy dòng Sofu về bán nha mọi người, dòng Shimano Sofu đồ về bán, tại khách hỏi nhiều quá mà vốn thì ít á, nên là không dám lấy nhiều, lấy ít ít á nó cao lắm mọi người, phải lấy được mấy chục cây thì nó mới được, còn lấy vài cây á, giống như là bán lẻ và mình giống nó lấy gần bằng giá bán lẻ, người ta chỉ có trừ lại cho mình lời khoảng là 200.000 thôi, chứ còn ví dụ như lấy mấy chục cây thì mình mới lấy được giá sỉ lớn á, thì cây lời được vài trăm, 400-500 thì nó như vậy đó. Rồi tiếp theo cây mã số 12 nha. Đó, một cây này là hàng Korea nha cả nhà. Nè, hàng mới á, mới chưa sử dụng luôn nè. Yuan Made in Korea nè. Đó, xoắn hai da nè. Ô, cái đợt trước em về cái cây này mà chỗ khách hỏi quá trời không có bán. Đợt này về mà mới bán được có 5 cây à, còn 5 cây nữa luôn á. Đợt trước hả, khách đặt á, đặt quá trời luôn. Đặt mà sao đợt này về cái không lấy à. Rồi. Modulus carbon nè. Đẹp lắm. 4m7 nha, nặng 110g. À 120g đọt 0.8, cái này tầm 3h, 3h rưỡi gì đó cả nhà nha. Rồi, cái này hôm bữa em bán là 1.150.000. Bây giờ em sale cho mọi người là 900 nha cả nhà. 900, mã số 12. Tiếp theo cây mã số 13, một cây 5m4 nha. Cây này nặng 200g đọt 0.7 gốc 20, thì cây này giá 850 em sale cho mọi người 700. Cái này cái nắp nó hơi xấu thôi nha. Đúng là cùi bắp thiệt chứ. Nhưng mà cái phôi thì nó đẹp nè, mọi người nhìn phôi nè. Đó, em Vương không nói dối nha, nhưng mọi người nhìn phôi là ngoài 10 biết cần. Nè, phôi xoắn ít từ trong ra ngoài luôn nè. Cái phôi này nhìn dưới cái ánh nắng này mọi người biết chất lượng cái phôi nè. Rồi, cái này á, cái này ra cần thẳng nha mọi người. Nè, đó đẹp không? Xoắn ít đẹp không? Rồi, cái này 700 ngàn quá ư là ok luôn á cả nhà. Hàng mới chưa sử dụng nữa, bao da nữa nha. Rồi, ok. Rồi tiếp tục cái cây cuối cùng em Phương giới thiệu mọi người, cây mã số 14. Cây này là carbon 95% là từ Nhật Bản nè. Cây này 7m2. Rồi đây nè, xoắn hai da như thế này nha. Đây, đọt đây, cây này chắc tầm 3h nè. Mọi người nhìn cái phôi nè. Đó, phôi nè. Đó, nè, phôi hai da nha, xoắn hai da nha. Đó, hàng mới chưa sử dụng, đó, phôi xoắn, lóng nào cũng xoắn trừ lóng á, hai cái lóng đọt thôi nha cả nhà. Rồi đó, nè, 7m2. Mọi người lấy sỉ thì inbox cho em Phương nha, inbox cho em Phương nha. Nếu mà lấy sỉ thì là, nếu mà lấy sỉ thì là 500 ngàn một cây, lấy sỉ nha mọi người, lấy từ 5, lấy 10 cây thì em Phương tính cho mọi người là 500 ngàn một cây nha. Em Phương đảm bảo mọi người không ai bán rẻ mấy cái cây này như em Phương luôn á. Có một số chỗ bán cây này á, chẳng nhiều khi mọi người không thấy á, mọi người người ta bán toàn là 900 ngàn cây không thôi, 850. Sau này là dòng này bán cũng khá là chạy á mọi người. Rồi tiếp theo cây cuối cùng là cây mã số 15, cây 3m6 nè. 3m, em có 3 loại 3m6, 4m và 4m5, thì còn tổng cộng 4 cây, về gần chục cây còn 4 cây nè cả nhà, về 15 cây hay là em lát nữa em dỡ sổ em tính coi. À, 10 cây, hơn 10 cây thì phải. 3m6 nè, 13 lóng nè, thu gọn 33cm, đọt là 0.6mm, gốc 19, 85g. Còn 4m là 0.6mm, gốc 22, 99g. 4m5 là 0.6 nè, 23mm, 130g. Thì cái ngoại hình nó giống nhau hết nha cả nhà, nó chỉ là khác về cái này Yoshita Japan nha, cây này sản xuất nội địa Japan nha cả nhà. Phôi nè, ra cần rất là thẳng, mọi người đừng băn khoăn, 4m5 ra cần thẳng tắp luôn nha. Nó đó, cây này 4m5 ra cần thẳng tắp luôn nha, nên là 3m 4m thì mọi người yên tâm nha. Rồi 3m6 em Phương sale cho mọi người 650, 4m em Phương sale cho mọi người 680, và 4m5 em sale cho mọi người 450 nha. À, 700 nha mọi người, 4m5 700. Rồi mọi người ăn cây nào thì vui lòng inbox qua Zalo 0931 272 712 giúp em ạ. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành.